Hi, xin chào tất cả các bạn quay trở lại với channel của mình. Mình là T-Gaming đây. Thì ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo trong series Minecraft công viên khủng long. Ở tập trước thì mình đã hồi sinh được hai loài khủng long, đó là Raptor và Gallimard, phải không ta? Đúng rồi, Raptor và Gallimard. Thì ngày hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục hành trình của nhà bác học của nhà bác học để hồi sinh khủng long. Thì mình đã đào được rất là nhiều hóa thạch, cũng như là mình đang cho nó phân tách. Đây là con Parasaurus. Parasaurus mình phân tách rất là nhiều. Con Gallimard đó, mình đào được khá là nhiều hóa thạch, tầm khoảng 30 cái, rất là nhiều. Mình mang 64 cái đi mà, hơn 30 cái. Giờ mình đang cho tiến hành phân tách đây, nhưng mà cái con Gallimard này thì mình có nhiều rồi. Đáng nhẽ các bạn được xem cái tập mà mình đi đào hóa thạch, nhưng mà do là mình có quay nhưng mà nó bị mất cái gì ta? Mất tiếng, thế nên là mình đã không thể cho bạn xem được. What? Cái này là cái gì? Forest egg. Đây là một cái trứng gì đấy? Tớ xem mình xem có phân tách không. Ok, phân tách được. À, đây là hóa thành trứng khủng long. Ok, đây là Raptor mình không cần. Lại phải đi vứt rồi. Hóa thạch trứng khủng long này nó ngẫu nhiên ra lại ra con Triceratops. Ok, mình không cần. Giờ mình sẽ lấy nước để có thể là tiếp tục rửa hóa thạch Parasaurus này. Hiện tại thì mình đã có một cái đĩa Parasaurus rồi. Rồi nha, đĩa Parasaurus 70% đây. Thì bây giờ mình chỉ cần một cái phôi nữa là được rồi. Phôi chắc 25-30% là ngon rồi. What? Nhảy này còn không được. Triceratops của tôi, con này thì Gallimard. Ok, Gallimard mình không cần. Parasaurus. Sao này toàn ra mấy cái linh tinh ta? Mình không hiểu cái này là cái hóa thạch gì. Ok, có lẽ là ngày hôm nay không được cái gì rồi. Hai đống Parasaurus này mà không có một cái phôi nào, buồn thật đấy. Ok, chúng ta cứ tiếp tục thôi. Mình sẽ tạm thời mang cái đĩa 70% này để ở đây, mong rằng là sẽ được một cái phôi. Ok, được một cái phôi, ngon. Ngon canh. Sẽ làm một cái đĩa. Một cái đĩa. Mình rõ ràng mồm bảo là làm nhiều nhiều cái đĩa để ghi mà đâu hết rồi. What? Đĩa ghi của mình đâu hết ta? Sát đây. Ok, mình sẽ tách cái này ra. Chế mấy cái đĩa đó. Hai cái mình nghĩ là ok. Cần đĩa nhỉ. Cần đĩa nhỉ. Ok, đúng duy nhất một cái phôi. Mong rằng là nó sẽ có kỳ tích.
70%. Mình cần một điều, mình cần một điều gì đó. Bây giờ mình sẽ ra chỗ con Triceratops xem cái cây mà mình trồng ở đây nó ăn. Ok, nó đã ăn. Nhưng mà cái cây đấy nó không mọc được. Thực ra thì mình có tìm hiểu qua rằng là nó ăn cái cây đấy. Nhưng mà nó cái cây đấy thì mình trồng mình không thể làm nó lớn được. Kiểu như là một cái cây cây này small mà. Giống một cây dương sỉ ấy. Thế nên là nó mình trồng xuống chắc là nó sẽ ăn thôi. Nhưng mà thế thì rất là mất công. Rất là mất công cho mình. Ok, chúng ta đã đến với chuồng khủng long. Chết rồi, Raptor của mình. Xong. Ôi, Raptor của mình đã bị bọn T-Rex cắn chết. Và no. Ba con. Ok, mình Raptor của tôi. Chúng nó ăn hết thịt kìa. No. Sai lầm khi mình nuôi chúng nó gần nhau đó. Chúng nó vẫn còn gác được mồm sang đấy giết nhau. What the hợi. Bọn này, bọn tao cho nhịn đói. Đây, ăn đi. Đang bảo mang thịt ra chăn Raptor mà tự nhiên bọn này nó ăn. Ui ôi, bảo sao nó không lớn. Rõ ràng đợt nọ có một cái con T-Rex vằn vằn mà sao bây giờ nó hết vằn luôn rồi. File mail. Một toàn file mail nhỉ. Còn một con T-Rex vằn vằn của mình đâu ơ. Ok nữa. Nó lạc ở đâu luôn. Đôi 4-5. What the hell. Rõ ràng có một con đực mà. Thế mình sẽ thử chạy vòng vòng xem nó đi đâu. Đừng chết mà. Rồi luôn, nhọ luôn. Ở đây có đầu T-Rex đâu. Con này nó chui ở đâu ta. Có lẽ là mình để cái hồ nước đây chúng nó bơi sang chúng nó kiểu như thụt được qua khe này. Ô, con vằn vằn đâu nhỉ? What? Ok thôi. Đau buồn vì ba em Raptor đã bị ra đi tìm được cứu nước. Ok fine. Có lẽ là tập sau mình sẽ up nó. Up cái quả trứng. Dilophosaurus. Chúng ta sẽ được đĩa. Yeah, 50%, ngon. Thôi mình không cần đống hóa thạch kia nữa. Ngày nay thì chúng ta sẽ có một con Dilophosaurus. Ồ, mình có rất là nhiều pitbot thì 99. Hai cái pitbot. Ba cái chứ quên. Thì mình sẽ ấp ba quả trứng. Ba quả trứng Dilophosaurus. À, Parasaurus chứ. Con này là không phải con Dilopho. Parasaurolophus à. Chịu chết. Ok, một loài khủng long ăn cỏ. Con này là chỉ biết chạy thôi. Ơi. Đâu rồi nhỉ? Giờ mình sẽ phải đun nước. Đun nước. Mấy cái bình nước của mình đâu hết rồi?
Đâu 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 đâu. Rõ ràng là mình nhớ rằng là còn nhiều bình nước lắm mà. Thôi, chế tạm. Mình sẽ xuống múc nhiều nhiều vào. Raptor chết. Buồn. Buồn thật đấy chứ. Đây vẫn còn một mũi tiêm tiêm cho con Gallimard này. Ok, mình có trứng đây. Tiêm đi. Vừa ra thịt đống gà đấy. Nucleotic. Đã có quả trứng. Thôi ấp, ấp tạm. Tạm thời thì mình sẽ lấy 5 con Parasaurus, 5 cái ống nghiệm, nhưng mà chắc là... Ui, hết. Chắc là chỉ được 2 quả thôi, do là có 2 cái pit mode à. Tiếc nhỉ, sao lại con Raptor này nó bị làm sao nhỉ? DNA. DNA 100% này có lẽ là được luôn này. Ra luôn. Phải không ra? Xem nào. Đúng rồi, ra luôn này. Thôi 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 thôi. Cần cái này làm cái gì? Raptor thì mình có đĩa rồi. Tiếc nhỉ, mất công quá. Mình sai lầm khi mình xây chuồng gần nhau. Ok, làm mấy cái ống tiêm này đi. Hai cái là được rồi. Ba cái, ba cái. Tí mình sẽ xuống thu hoạch cái pit mode ở dưới kia nữa là đục. Ta cần cái đĩa chứ không phải đĩa này. Đĩa này dành cho cây thôi. Tầm này ngày hôm nay chắc có lẽ là nhanh thôi. À mình cũng thông báo luôn. Tiện đây thông báo luôn là rằng... ngày thứ bảy thì có lẽ là mình sẽ không ra cái clip về công viên khủng long, là do mình là bận bận công việc, bởi vì là cuối tuần mà mình về giúp gia đình, thế nên là mình không ra được cái clip. Không ra được clip nên rất là buồn. Hẹn các bạn chủ nhật, tối chủ nhật mình mới ra được clip. Trời, quả trứng Parasaurus nhìn như trứng gà. Hãy cho một con cái, một con đực. Ok. Xuống thu hoạch lốt đống mốt ở dưới kia là được rồi đấy. Giờ chúng ta chỉ còn thiếu một con Dilophosaurus thôi. Thanh niên xỉu nhi manh động. Dilophosaurus. Ngon ngay, ngon ngay. Giờ chờ đợi là hạnh phúc. À, trong giây phút chờ đợi ấp trứng thì mình sẽ chế
Chỉ cái cây đâu nhỉ? Cây dành cho con đĩa đâu? Đây. Đĩa này. Sika này. Mày vẫn còn nucleotide. Nó phải ăn cái này mới đau đầu chứ. Cắt đâu hết rồi. Mà cái cây đấy không lớn được mới lạ. Kỳ lạ thật. Mình không hiểu luôn. Không lớn thì bây giờ chăn như thế này tốn lắm. Rồi đấy. Cần kim tiêm. Kim tiêm. Ủa cái này. Quên. Một cái trên ba cái dưới mình nhầm. Đó, chế này cho nhanh. Do là mình cũng lười nhớ công thức nên là không thích. Không thích cái kiểu phức tạp. Chúng ta sẽ có ngay. Có ngay và luôn. Đó, khi các bạn chế thành thạo thì rất là nhanh thôi. Mình rất là đơn giản. Chờ trứng này nở thôi. Được hạt giống rồi. Cuốc đâu? Mình sẽ ra trồng thật là nhiều. Xung quanh chỗ đấy cũng như là tí lấy mấy xô nước đã. Đấy chưa có nước. Hai hạt liền. Rồi quả trứng này xong. Gà Limburg đã ok rồi. Mình sẽ TP qua cái chỗ. Chỗ con đầu nhà con trai ra top đã. Ủa con này sao mất máu này. Hai con này làm sao đấy mà tự nhiên mất máu mày. Hai con điên này. Hỏng. Ok mình sẽ trồng cây đây. Nó đang ngủ. Con này được 3 ngày à. Chúng ta sẽ đến chuồng con Gallimus. Gallimus hình như mình chưa đánh dấu rồi. To chưa? Này to kinh khủng khiếp luôn. Gallimus ở bên này mình quên chưa đặt điểm. What? Gallimus của tôi. Rồi luôn Gallimus chết đằng Gallimus luôn. Really? No. Mình không hiểu tại sao nó chết. Hay nó chạy đi đâu? Chứ bọn này sống bình thường mà. Rồi luôn hai cái con mà mình hồi sinh ở tập trước coi như công cốc đổ xuống sông xuống biển. Rất là buồn. Thôi kệ đi. Mình có đĩa của nó rồi mà quan trọng gì. Quan trọng là phí cái thời gian mình ấp trứng thôi.
đau lòng thật. Thế mình sẽ tìm hiểu nguyên nhân sau. Quả trứng này mình sẽ chưa thả vội. Trời ơi, tại sao vậy? À hay là không có nước uống? Chứ mọi khi là mấy cái con kia nó sống dai lắm mà, à nó đói lâu lắm mà. Thì nữa mình sẽ ra thả, chưa thả Gallimard vội, mình thả cái con Parasaurus vào cái chuồng cũ của con Gallimard rồi mình cho nước vào xem nó có ý kiến gì không. What the. Ơi trời ơi. Nhỏ, nhỏ không gì tả. Hatchet, hatchet. Cái này được chưa? Ơ, hai này ấp cùng nhau ạ. Rồi, cái này sắp được à? Chúng ta đã có 3 quả trứng của một cái con khủng long mới. Có tên là Parasaurus, một con loài khủng long ăn cỏ. Như kiểu là dê ấy. Đuốc. Ok, mình sẽ đi tìm hiểu nguyên nhân tại sao nó chết. Không để thế được. Mình nghĩ là nó khát nước thôi. Chứ mấy cái con kia đói làm gì nó đến nỗi này. Ok. Giờ thì mình sẽ thả 4 con này. 3 chứ. Mình đi là thả cùng chuồng ấy mà thôi. Một em. Ủa đấy, con này to chứ, con này mập. Con này mập hơn mấy cái con kia. Hai em. Ba em. Đây là một con đực. Cái gì đây? Nặng khoảng 2,5 tấn. Con này nặng khoảng 2,5 tấn. Hello. Ok, mình biết con này ăn gì rồi. Tập sau thì mình sẽ chế. Nó cũng ăn mấy cái cây thời cổ xưa. Ủa sao nó chạy cái gì đây? What? Ok thì tập này của mình đến đây là kết thúc rồi. Ngày mai mình cũng nhắc lại luôn là ngày mai thì mình sẽ không ra clip về công viên khủng long. Hẹn các bạn vào tối chủ nhật 7 giờ do là mình bận công việc. Xin chào và hẹn gặp lại.